Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game Nest Đồ. Nhà bên cạnh đó. Bên cạnh đó. Hiểu không? Bên cạnh đấy. Rồi, game đang tải. Trong lúc tải thì mình đọc sơ qua cốt truyện là game ha. Đây, nó là game web. Mình sẽ để link web ở dưới là các bạn có thể lên chơi và tự tận hưởng. Đây là một loại game cinematic visual horror game, có nghĩa là cái game dạng gạch gạch này nè, cũ cũ xưa xưa á, cái kiểu dạng 8 bit á. Rồi được lấy cảm hứng tới bởi anh tác giả của Junji, một tác giả manga. Nó không hề có tiếng. Ok, Liquid the Stream. Ok, download và okay, game tải xong rồi rồi. What the fuck? Ok, chúng ta là một con bé. Con bé trông rất là Nhật Bản. À fuck. Sorry các bạn. Ok. Ok. Thôi nào. Mình không thể học với cái thứ nữa, cái tiếng này suốt ngày được. Mình sẽ lên lòng và cho thằng đó một chút đòn. Cho cái thứ này vào mặt nó. Ok. Di chuyển, ok, mình đã di chuyển. Vậy là mình là một con nhỏ Nhật Bản và mình sống trong khu căn hộ hả? Mà thằng bên kia ồn vãi chưởng. Ok. Ồ, đang buổi sáng hả? Hello. Có nhảy chạy gì không? Có nút chạy nhảy gì không? Căn hộ lầu 2 hả? Mấy cái má căn hộ này nhìn ghê vậy các bạn à. Đây hả? Chắc ở đây thì ok. Hello. Cũng gì? Oh my god. Mặt túi nhìn sao sao thế. Nhọn vãi. Cầm villa đó các bạn. Các bạn nào thích cầm villa không? Tất nhiên chữ V đúng nghĩa đen luôn. Oh my god, cái chụp lý. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi. Cậu có thể cho cái tiếng này nhỏ xuống được không? Cậu lúc nào cũng mở nhạc to hết á. Cô nói vậy. Cô nói đây là to à. Từ từ mình giả giọng thằng này chút đã. Giả giọng thằng này ta. Giọng villa là giọng như thế nào các bạn? Cô nói vậy là to à? Nó rất là to mà. Cậu đang phá hỏng cái bầu không khí yên tĩnh ở đây đó. Tôi kể rằng chỉ có mình cơ là người phàn nàn ở đây thôi. Cô thật là khó tính. Nếu như hàng xóm ở đây có trách móc thì chắc mong về việc ở đây to quá thì cô nên nghĩ lại đi. Rồi, xem đây, chúng mày xem đây, đứng ở đó. Sao? Đi hỏi đi. Okay, đi hỏi thì đi hỏi thôi. Ở đây hả? Excuse me, xin lỗi. Ai nhà em? Ai nhà em? Ở đây không có ai nhà đâu. Bọn họ thường đi rất là nhiều. Đi hả? Không có chắc đây không phải là một cái phòng trống không? Đương nhiên là không. Đương nhiên là không có ai phàn nàn mà, bởi vì đâu có ai sống ở đây đâu. Không, nó có trống mà. Nó không hề trống. Đôi khi tôi thấy cửa mở và đóng. Vậy như, nhưng mà có vẻ như không có ai ở đây. Oh my god. Hai bà. Bà đen thế. Hả? Quái ở nhà. Nhìn có vẻ kinh dị vậy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ta. Vậy tại sao cô ta lại mặc đồ đen? Cái gì? Chuyện gì thế này? Thế bà mập ra rồi. Mấy cô cậu có thể cãi nhau ở chỗ khác được không? Ok. Hello bà. Đi đóng cửa rồi. Hello bà. Xin lỗi, cháu xin lỗi bà. Cháu có thể hỏi một điều được không? À cô chứ, gọi là cô sao gọi là bà. Sorry bà. Alo, sorry cô. Con sống ở tầng dưới. Tiếng nhạc ở căn hộ bên kia có làm phiền cô không?
Thật ra thì một chút, nhưng mà cái phòng của tôi cách xa phòng của ấy khá xa. Ok, cái người sống bên cạnh ấy, nhưng mà cô ấy vừa đi rồi và không có ai khác à? Vậy ý cô là sao? Tôi khá rằng có khá nhiều phụ nữ sống ở đó. Ồ, một lũ kỳ dị hả? Mỗi người đều có một hình thù khác nhau hả? Nhưng mà bọn họ đều mặc đồ đen toàn thân à. Và đoạn họ không nói gì hết, kể cả từ xin chào, khá là không thân thiện nếu như cô hỏi tôi. Nếu mà đó nếu, nếu đó là tất cả nhóc à, thì tôi phải đi giặt đồ đã. Chúc một ngày tốt lành. Cảm ơn bà. Chúc một ngày tốt lành. Lạ thế nhỉ, giúp được mình nhiều nhiều về việc cái tiếng đa ồn. Thôi về về phòng rồi cố gắng là học bài thôi. Ok thì về phòng học thôi. Má con về kêu ghê vậy. Này mẹ đang buổi sáng à, chắc là đang buổi sáng mình thấy có bóng râm à. Buổi sáng mình tưởng là buổi tối á. Có khi nào mình đang đi về là bà đã đứng trước cửa nhà mình không nha. What? Ê, cái tiếng nhạc tắt rồi. Có chuyện gì vậy? Sau tất cả mọi chuyện thì hắn đã... Thôi, kệ vậy, cuối cùng cũng có thể học bài. Học tới tối luôn. Đồ, con này siêng vãi nồi. Wow. Mình mà học tới tối là được nữa. Chắc mình học được 1 phần 2 thời gian là mặt mình nó đập xuống bàn chết luôn đó. Cuối cùng là tối rồi. À, mình nên đi uống nước. Nhỏ này học ghê nhờ. Uống nước ở đâu? Nước ở đâu cái cưng? Ra ngoài uống nước hả? À đúng rồi, có cái cửa hàng bán tự động ở ngoài. Ok. Nước đây hả? Nhẹ, nhẹ. Ôi mẹ! Là thanh niên sống ở trên tàu trên. Hey, cậu đang làm gì ở đây vậy? Hả? Ô, là cô à? Đừng có mà lén lút như thế chứ. Cậu bị cái gì vậy? Mặt da cậu, da mặt cậu trắng. Nói chung là mặt cậu trắng như cái tờ giấy. Tôi có thể hỏi cô một câu được không? Được thôi. Mấy cái người đàn bà sống ở trên, sống bên cạnh nhà tôi ấy, mấy người đó bị sao vậy? Ý cậu là sao? Nó không hề có ý gì. Nói chung là câu này nó không hề có một cái ý nghĩa gì cả. Tôi không biết bao nhiêu người sống ở trong đó, nhưng bọn họ chưa bao giờ làm ra một cái tiếng động gì hết. Ngay cả cái từ mỏng như thế. Fuck cái virus. Đừng, cái virus nó xuất hiện đúng lúc mày luôn. Mày cứ mà đứng sau lưng mình kia. Trời ơi, da gà ơi, xuống đi mày ơi. Lại tôi phải nên nên nghe được giọng nói của bọn họ hay hay một cái tiếng động gì đó chứ. Nó làm cho tôi hoảng sợ. Cái hoảng sợ nhất là sau lưng con nhỏ kia kìa. Hai bà Hello. Oh my god, bà cao vãi nồi. Bà này chắc phải cao 2,5 m. Nhưng mà bà không 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 làm gì tụi mình hết, nên chắc là bà là người hiền. Hả? Bọn họ là ai chứ? Bọn họ đang làm gì ở bên nhà bên cạnh? Ở bên cạnh hả? Bọn họ làm cái gì mà không hề có một cái tiếng động nào len lỏi qua tường? Ok, tôi đi về phòng đây. Tạm biệt cậu. Ok, hay mình lên 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 xem bả được coi nè. Sẽ thả đây hả? Ok, mình lên lầu được không? Mình không lên đó đâu, nó làm cho mình sợ. Ok, vậy mình không lên lầu được. Thôi mình về phòng vậy. Mình về phòng. Anh Ninh thì cứ ngồi thôi.
vậy? Nghe như nó ở trên lầu vậy. Hỏi về phòng đi, về phòng đi. Đừng kể mẹ nó về phòng đi. Kể mẹ nó về phòng, về phòng. Cái tính ghét đó ở trên lầu. Thì cái bé đó. Vô học đi. Mẹ. Nhóc ơi, nhiều khi đừng quan tâm đến chuyện người ta, vô mà học đi. Oh no. Oh no. Oh no, oh no. Này cái virus mình nó xuất hiện đúng lúc vậy. Ngay khi bà... Oh. What the fuck, cái gì vậy? Cái gì vậy? Oh, con mèo. Oh my god, mình tưởng cái mặt. Oh, con mèo. Meow. My god, con mèo của ai đây? Nó có một cái khuôn mặt nguyền rủa. À, khuôn mặt xấu xí, kiểu vậy. Oh my god, con mèo. Chị mày hết hồn. Ô, con gián hả? Ô, tránh xa tôi ra. Oh my god, con gián. Ok. Hello, xin chào các anh nhà em. Cậu ổn chứ? Như cái cửa có vẻ như đang mở. Ok, vô thôi. Thì vô thôi. Wow. Ô, lạ thế nhỉ? Không có ai. Lào, thành niên để nguyên cái chữ lào trong phòng luôn. To tiếng á. À, cái radio to vãi trưởng. Holy shit, các bạn thấy cái radio nó to hơn. Kinh. Bọn họ thực sự là không tạo ra một cái tiếng động nào cả. Thật là lạ. Ê, có một cái lỗ đằng kia kìa. À, đi cái mẹ này. À, có thể là do ngọn gió. Nhưng mà bố muốn ra. Ừ, cho mình ra luôn. À, mình đang muốn về. Thôi thì còn mỗi cái này thôi. Nhìn thì nhìn thôi. Coi bạn đang làm cái gì. Oh my god, các bạn ơi, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nhìn cái cảnh 18 cộng nha. Bạn sẽ lột đồ. Bạn sẽ... À, cô ta lột đồ xuống. Thôi. Có vẻ như thằng cha kia đã đục cái lỗ này. Ok. Cấp mình phải... What? Holy fuck. Bạn làm gì vậy? Bóc vít à? Holy shit. Oh. Oh shit. Oh fuck, fuck. Chạy, chạy mau. À. Ê, đừng có nhìn lại. Chạy đi. Chạy đi nhóc ơi, đừng chạy đi. Oh my god. Ai mà thọt quá kìa. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy. Con này. Cô ta là cái gì vậy? Cái đó làm sao mà nó có thể dài ra được? Nó có nghĩa là những cái người đàn bà mà có hình thù khác nhau đều là một người. Ok, đều là một người. Bạn đang qua. Bạn đang qua. Ô, mình phải làm gì đây? Cô ta đang đi đâu vậy? Sao mình biết được? Đi cưng! Nhảy ra cửa sổ, nhảy ra cửa sổ, nhảy ra cửa sổ. Không được hả? Đi đâu bây giờ? Bạn đi đâu vậy? Cô ta đi rồi hả? Thì ra ngoài. Cô ta có thể vẫn còn ngoài. Nhảy ra cửa sổ, mình có cửa sổ kìa. Nhảy ra cửa sổ đi. Oh my god. Oh my god, siren hết. Bà này là siren hết confirm. Hello bà. Oh my god. Oh my god, đừng chui vô. Holy fuck. Holy fuck. Oh my god, chạy đi con. Chạy đi bé ơi. Chạy đi bé ơi. Chạy đi bé ơi. Chạy đi bé ơi. Chạy đi. Chạy đi. Oh my god. Oh, nghe mày rồi. Mình thoát khỏi đúng lúc. Bãi đi ghê vãi. Kiểu như không có gì xảy ra vậy. Cái người đàn bà đó tiếp tục sống ở đó. Ok. Mình đã chuyển đi sau ngay và luôn. Holy fuck. Ghê vậy thôi.
Mình sợ nhất mấy bà mà cái tay chân dài ngon ngon nhìn như mấy con nhện đó. Mình sợ nhất là mấy con nhện luôn. Rồi, rồi ok. Nem này củ Nhật hả? Mình chắc nghĩ là vậy. Không biết củ Nhật hay là củ Hàn, mình chả biết nữa. Wow. Được rồi, đây là game Netdo, nhà bên cạnh. Mình đang thắc mắc là mình để cho bà bắt coi thì chuyện gì xảy ra nhỉ? Nên mình sẽ chơi lại một lần nữa để cho bà bắt mình coi chuyện gì xảy ra. Mình kết. Ok. Ok. Mày còn nghĩ chuyện tôi không? Sau đó tôi đã bị ngất đi. Nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy. Người đàn bà đã tiếp tục sống ở đó bên cạnh. Ok. Ok, vậy là con này vẫn... Ok. Theo như mình nghĩ thì... vậy như người đàn bà này không có gây nguy hiểm gì. Bà này tiết lộ bí mật của bà thôi. Có khi đó là một người phụ nữ rất là tốt bụng chẳng hạn, nhưng mà bà hơi xấu hổ về ngoại hình, ai biết được. Và nói chung là bà không giết mình, bà chỉ có hù mình sợ té xỉu thôi. Rồi bà muốn tiếp tục sống ở đó nhưng không có gì xảy ra. Ok, game này khá hay. Được. Vậy là mình sợ giật mình mấy lần. Game này trên web, game web các bạn có thể lên đó và tự trải nghiệm cho chính mình. Rồi, được rồi. Và đây là game Nesdo, nhà bên cạnh. À, tương lai thì có game gì hay thì các bạn gợi ý cho mình chơi và mình và review nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem Phước Béo. Phước Béo out. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye, ciao ciao.